Thiền sư và gã cờ bạc bịp. Tại kinh thành Lạc Dương có một tay, trước là thương buôn sau chuyển sang nghề cờ bạc. Nhờ lanh lợi trong manh lưới buôn bán, gã học được nghề bịp rất nhanh. Tài bịp của gã giỏi tới mức không một ai biết mà chỉ cho rằng gã số đỏ hoặc là thiên tài. Bao nhiêu tiền ngày hôm đấy đều do cờ bạc mà có. Thế nhưng không hiểu sao, có thể do tổ trác hay do hết thời mà gã thua liên tiếp, mất 50 lượng vàng tại một sòng bài lớn. Vừa tiếc của, vừa tức giận, vừa xấu hổ, gã cho mời viên quản lý ra, lớn tiếng nói: "Ta sống bằng nghề đánh bạc này đã hơn 20 năm, chỉ có ăn mà không có thua. Nếu ta thua tức sòng bài này gian lận, yêu cầu quản lý trả lại 50 lượng vàng, nếu không ta sẽ thưa lên quan phủ." Nghe vậy, viên quản lý vô cùng ngạc nhiên nói: "Thưa khách quan, sòng bài của chủ nhân chúng tôi mở ra đã 50 năm, cha truyền con nối. Nhiều phú gia, vương tôn công tử đến đây ăn chơi. Ăn có, thua có, nhưng chưa một ai nói chúng tôi gian lận. Xin khách quan nghĩ lại." Biết rằng không thể đòi lại tiền, vùng vằng văng tục mấy tiếng, gã tức giận bỏ đi. Về nhà nộp đơn lên quan phủ, kiện đòi lại vàng. Khi nhận được đơn, quan phủ đăng đường hỏi: "Nhà ngươi có bằng chứng sòng bài gian lận hay không?" Gã ấp úng nói: "Thưa quan phủ, không có, nhưng con cảm thấy có sự gian lận, vì mặt tên quản lý trông rất gian, cả tên hồ lì trông cũng gian lắm, và những con bạc có lẽ do chủ sòng bài cài vào làm cò mồi để lừa gạt con không biết chừng." Quan phủ phán: "Nhiều kẻ mặt mũi trông đẹp đẽ hiền lành nhưng cũng làm chuyện gian ác, mặt trông gian nhưng chưa chắc làm chuyện gian. Mặt mũi nhà ngươi trông cũng gian lắm, nhưng ta không thể bỏ tù nhà ngươi vì bộ mặt được. Ngoài ra những kẻ bước vào sòng bài có kẻ nào là hiền lành đâu, toàn là thứ ghê gớm cả, toàn là thứ muốn ăn tiền của thiên hạ. Ngươi đỏ đen với họ thì phải biết chứ. Ngươi có biết câu cờ gian bạc lận hay không? Nếu chẳng may bị lừa gạt là đáng đời, còn thua kiện gì nữa." Nói rồi bãi trầu, vừa thất vọng vừa tức giận, nhưng do tiếc của và cho rằng mình bị xử oan, một lần nữa gã lại nộp đơn lên quan thượng thư để đòi lại tiền. Nhận được đơn thư, quan thượng thư bắt quỳ trước công đường mà hỏi: "Nhà ngươi có bằng chứng sòng bài gian lận hay không? Ai làm chuyện gian lận và gian lận như thế nào?" Lần này do đã nấu nung suy nghĩ và do kinh nghiệm thất bại ở tòa dưới, gã khôn ngoan nói: "Bẩm quan thượng, sòng bài nào mỗi năm cũng đều đóng một số thuế rất lớn vào công khố. Nếu họ không ăn thì làm sao có tiền để đóng thuế, mà muốn ăn thì phải gian lận. Nói tóm lại, sòng bài là nơi gian lận có tổ chức để móc túi con bạc. Xin quan thượng thư thương tình ra lệnh họ trả lại 50 lượng vàng cho con." Nghe vậy, quan thượng thư nói: "Sòng bài là chỗ đỏ đen, sát phạt, chỗ bao kẻ nhiều tiền lắm của ném đi để giải trí. Nó cũng là chỗ tụ họp của bao kẻ lưu manh kiếm tiền. Nó là chốn địa ngục, là chốn gia đình tan nát. Nó là chỗ dẫn ra nghĩa địa hay vào ngục thất nhanh nhất. Rất nhiều kẻ đã sống bằng nghề cờ bạc, nhưng cũng có nhiều kẻ tự vẫn vì cờ bạc. Điều này chứng tỏ cờ bạc có người ăn người thua. Chủ sòng bài lấy tiền hồ, chính tiền hồ đã nuôi sống sòng bài và đóng thuế chứ chẳng lừa gạt chi cả. Nhà ngươi thua kỳ này nhưng có thể ăn kỳ sau. Nhưng chung cuộc đời, nếu chẳng ngươi cứ tiếp tục đi vào con đường đỏ đen thì sẽ tự treo cổ hoặc vào tù. Đòi tiền thua ở sòng bài cũng giống như đòi tiền cho gái vậy." Ngừng lại rồi quan thượng thư phán tiếp: "Khi nhà ngươi ăn, con bạc khác thua. Nếu con bạc thua đi kiện sòng bài gian lận thì ngươi nghĩ sao? Ngươi có trả lại tiền cho người ta không?" Nói xong, quan thượng thư chuyển sai nha đuổi ra ngoài, vừa hận vừa buồn vừa tiếc của vẫn chưa chịu thua. Gã về nhà bán một số đồ vật quý giá, gom được một lạng vàng đút lót cho sai nha ở dinh quan tể tướng, nạp đơn thua kiện một lần nữa. Trong số sớ, công văn và trình báo từ các phủ bộ gửi về, quan tể tướng ngạc nhiên sao lại có một đơn kiện cờ bạc lọt vào đây. Đọc xong, quan tể tướng nổi giận phê: "Ta lo chuyện quốc gia đại sự, không có thì giờ giải quyết chuyện cờ bạc gian lận. Nếu còn lằng nhằng, ta sẽ tống vào ngục thất." Nghe sai nha đọc lời phê của quan tể tướng, gã choáng váng cả mặt mày. Quá tuyệt vọng, không về nhà, gã lang thang như một tên mất hồn giữa đường phố. Lang thang một hồi,
gã tới trước cổng Bạch Mã Tự, một ngôi chùa nổi tiếng của kinh thành Lạc Dương lúc nào không hay. Quá mệt mỏi, gã bước vào chùa, chẳng phải để lễ Phật mà chỉ để nghỉ chân. Sân chùa hoàn toàn vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng chuông ngân nga vọng tới từ chính điện. Dưới tán cây cổ thụ, một vị sư đang ngồi tĩnh tọa trên một tảng đá vuông vức giống như một chiếc bàn, tay cầm một cuốn kinh. Sự trầm mặc và thanh thản của nhà sư, nhất là khuôn mặt, dường như lan tỏa ra cây cối, cảnh vật xung quanh, khiến tạo nên một không khí vô cùng yên bình. Con người ta khi đã tận nhân lực mà không giải quyết được chuyện đời, và khi cùng đường tuyệt vọng, thường bám víu vào thần linh, cúng vái, cầu nguyện khắp nơi, thậm chí gốc đa tảng đá cũng lạnh. Gã chợt có ý nghĩ là biết đâu nhờ Phật mà mình có thể lấy lại 50 lạng vàng không biết chừng, vì nghe nói chùa này linh lắm. Ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, gã lặng yên quan sát nhà sư một hồi rồi lên tiếng. Chào thầy, tôi muốn nhờ thầy một chuyện. Lặng lẽ bỏ cuốn kinh, nhà sư đưa mắt hỏi. Ông muốn hỏi tôi chuyện gì? Gã cờ bạc bịp nói ngay. Tôi nghe nói Phật Pháp nhiệm màu, tôn ngộ không mà Phật Tổ còn trị được, huống chi mấy kẻ gian lận. Xin thầy cho tôi biết liệu Pháp Phật có thể giúp giải quyết được chuyện đời hay không? Nhà sư hiền từ đáp lại. Pháp Phật bao trùm lên Pháp thế gian, mọi chuyện trên đời này đều do tham sân si biến hiện ra. Pháp Phật nhằm diệt trừ tham sân si, cho nên có thể giải quyết tận gốc rễ của thế gian. Có chuyện gì xin ông cứ nói cho tôi biết, nếu giúp được thì tôi nói có, còn không giúp được thì tôi nói không. Được lời như cởi tấm lòng, gã thành thực kể lại chuyện mình đánh bạc thua 50 lượng vàng vì song bài gian lận, kiện khắp nơi nhưng thất bại, và mong thầy giúp cho một kế để lấy lại số vàng ấy. Nghe vậy, nhà sư nói, Phật Pháp không giúp ông lấy lại được 50 lượng vàng, nhưng Phật Pháp có thể giúp ông quên đi số tiền đó. Tôi hỏi thật, số vàng ấy là do mồ hôi nước mắt của ông làm ra hay do đánh bạc mà có? Các cờ bạc bịp thành thực thú nhận, tiền đó là do đánh bạc mà có. Nghe thế, sư nói, nếu tiền đó không phải là của ông thì nếu mất đi có gì đâu mà tiếc. Con chim bay trên trời đâu phải của ông. Nay ông bắt được con chim, chẳng may sẩy tay, con chim bay đi mất thì có gì mà tiếc. Nghe thuyết giáo như vậy, gã nổi cáu gằn giọng nói, tiền bạc một khi đã ở trong tay tôi thì là của tôi. Nếu đã là của tôi thì mất đi phải thương tiếc chứ. Của đau còn sót mà. Chẳng hạn như chiếc y thầy đang mặc kia là của thầy. Nếu có kẻ lấy đi của thầy thì thầy có đòi lại hay không? Vẫn giọng hiền từ, nhà sư nói, cái y này không phải là của tôi, mà là của Phật tử bố thí cho. Ngay cả cái thân xác này cũng không phải của tôi, bởi vì khi chết đi tôi chẳng thể nào mang theo. Cái ngai vàng kia cũng chẳng phải của vua, cái phủ điện kia cũng chẳng phải của quan tể tướng. Thậm chí vợ con của cải tôi tớ mà ông đang có cũng chẳng phải của ông. Ông có thấy hồn ma nào hiện lên cùng với vợ con của cải thành quách không? Tất cả chỉ là những cái bóng trắng tay, cô đơn vất vưởng. Tất cả những gì ông đang nhìn thấy trước mắt đều là do nhân duyên giả hợp mà thành. Khi nhân duyên tan thì nó cũng sẽ chia ly tan vỡ. Không có cái gì vĩnh viễn là của ông hay của tôi. Nghe nói thế, gã đâm bực bội bèn lý sự với thiền sư. Thầy nói thế nghe sao được? Ít ra trên cõi đời này con người ta cũng phải có một cái gì chứ, chẳng lẽ trần trụi hết sao? Thiền sư mỉm cười nói, có chứ, có một thứ sự thật của ông hay của tôi. Đó là cái thần thức, cái đầu óc linh mẫn, cái tâm, cái nghiệp. Những thứ này sẽ theo ông sau khi chết, kiếp này sang kiếp kia mà không một ai có thể đánh cắp, chiếm đoạt, lấy đi. Làm thế nào mà ai đó có thể chiếm đoạt, đánh cắp cái tâm từ bi hỷ xả, cái lòng độ lượng, cái thiết bao dung của ông? Tất cả những gì thuộc về thế giới hữu hình, hữu vi đều giả tạm và phải diệt mất. Còn tất cả những gì thuộc vô vi, thuộc tâm thì sẽ tồn tại mãi mãi. 50 lượng vàng kia, nó đã qua tay bao nhiêu người, bao nhiêu đời và sẽ luân hồi mãi như thế. Ông đang tiếc nuối cũng như bao nhiêu người trong quá khứ đã tiếc nuối nó. Nghe sư giảng giải thế, dĩ nhiên gã chẳng hiểu nhiều. Cuối cùng gã nói, xin thầy nói ngắn gọn cho tôi biết làm sao tôi có thể lấy lại 50 lạng vàng. Nếu lấy lại được, tôi xin cúng chùa 10 lạng. Sư cầm cuốn kinh đặt vào tay gã rồi nói, đây là cuốn Bát Nhã Tâm Kinh,
là thần chú vô cùng kỳ diệu. Ông đem về đọc đi, đọc thật nhiều cho đến khi không còn nuối tiếc, thương tiếc bất cứ cái gì trên cõi đời này. Là thành công, là có thể lấy lại được vàng, muốn bao nhiêu cũng được. Nếu ông còn nuối tiếc bất cứ một cái gì trên cõi đời này thì hỏng, tức là không bao giờ lấy lại được vàng. Ông có nghe câu chuyện Thục An Dương Vương xứ Âu Lạc bị mất nước, biến thành con chim kêu cuốc cuốc ngày đêm mà có lấy lại được nước đâu. Ngoài ra, nếu lấy lại được vàng, xin ông làm việc phước thiện để đức cho con cháu. Nhà chùa giữ vàng bạc châu báu để làm gì? Nói xong, sư nói lời từ giã rồi chậm bước vào trong. Cầm cuốn kinh bước ra khỏi cổng chùa, trên đường đi gã cứ lẩm bẩm. Không biết cuốn kinh này có giúp mình lấy lại 50 lạng vàng hay không? Khi nào quên hết thì có thể lấy lại vàng. Ngược lại, nếu còn nhớ đến nó thì không sao lấy lại được. Không biết ông thầy này có điên hay không, nhưng thôi, cứ thử xem có mất mát gì đâu.